clip quảng cáo chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Tài xế công nghệ chạy VF5 Plus thu nhập tốt hơn hẳn, liên tục có ưu đãi, tiết kiệm tới gần 100 triệu. Tranh thủ thời điểm ưu đãi chưa từng có cho VF5 Plus, với chi phí vận hành gần như về không, nhiều tài xế chạy xe dịch vụ quyết định chuyển sang xe điện nhờ những lợi ích thiết thực. VF5 Plus là món hời để đầu tư. Đang tìm kiếm một mẫu xe mới trong tầm giá 500 triệu đồng để phục vụ gia đình kết hợp chạy dịch vụ, anh Đình Minh, thành phố Hồ Chí Minh quyết định chốt VF5 Plus ngay khi VinFast công bố chương trình đặt cọc đặc biệt. VF5 Plus có mức giá dễ tiếp cận nhất, lại đúng đợt ưu đãi, tốt quá nên tôi xuống tiền luôn. Giờ chỉ đợi làm thủ tục để nhận xe trong tháng 7 để đăng ký chạy xanh SM Platform. Nền tảng này có tỷ lệ chia sẻ doanh thu tới 87%, tốt hơn hẳn các hãng khác, anh chia sẻ. Anh Minh cho biết, từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 7, toàn bộ khách hàng đặt mua VF5 Plus sẽ được tặng ngay 10 triệu đồng vào giá xe, đồng thời thoải mái chọn trong 8 màu hãng cung cấp hoặc đặt riêng theo ý thích, hoàn toàn không mất phí. Tổng số tiền tiết kiệm theo anh lên đến 30 triệu đồng. Chưa hết, trong khuôn khổ chương trình Mãnh liệt tinh thần Việt Nam vì tương lai xanh, những chủ xe như anh Minh được sạc pin miễn phí tại các trạm sạc Vigreen cho tới hết ngày 1 tháng 7 năm 2025, được miễn phí gửi dưới 5 tiếng, được ưu tiên đỗ tại mọi địa điểm thuộc hệ sinh thái Vingroup cho tới hết ngày 1 tháng 7 2026. Mua xe giá tốt được tặng thêm tiền, sạc, gửi thì không mất phí. VF5 Plus đúng là món hời để đầu tư, không thể bỏ lỡ, anh Minh tấm tắc. Chi phí rẻ không ngờ, tài xế tiết kiệm gần 100 triệu đồng. Trên thực tế, ngay cả trước thời điểm nhận được những ưu đãi trên, đã có rất nhiều chủ xe ghi nhận tính kinh tế vượt trội của VF5 Plus so với xe xăng cùng tầm giá. Anh Đỗ Văn Bốn, hiện tại sinh sống ở Hà Nội, đã làm nghề tài xế được nhiều năm. Từ tài xế doanh nghiệp cho đến chạy xe taxi, nhận thấy hiệu quả của xe điện tốt hơn hẳn, anh đã chuyển sang sử dụng xe điện và đăng ký chạy dịch vụ trên xanh SM Platform. Anh Bốn tiết lộ, kể từ ngày chuyển việc, thu nhập của anh đã khả quan hơn rất nhiều nhờ khả năng tiết kiệm của xe điện. Theo anh, trung bình một tháng chạy xe xăng, anh mất khoảng 9-12 triệu đồng tiền xăng, nhưng với xe điện, anh chỉ mất khoảng 5-6 triệu đồng, tính cả tiền thuê pin. Trước đây, chạy xe taxi truyền thống, trung bình tôi mất khoảng 300.000 đồng, có những ngày mất tới 400.000 đến 500.000 đồng tiền xăng. Bây giờ chuyển sang xe điện, chạy cả ngày với VinFast VF5 Plus chỉ mất khoảng 130 đến 140.000 đồng, thậm chí ít hơn. Chỉ riêng đầu này, xe điện đã tiết kiệm hơn hẳn xe xăng, anh Bốn chia sẻ. Cũng tham gia xanh SM Platform, anh Vũ Quốc Tuấn tại Hà Nội cho biết, ngoài chênh lệch rõ nét về chi phí nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng, VinFast VF5 Plus cũng rất rẻ. Xe chỉ cần bảo dưỡng sau mỗi 12.000 km, chi phí chỉ vài trăm nghìn đồng. Trong khi đó, khi còn chạy xe cho công ty, mỗi 5.000 km, chi phí bảo dưỡng xe đã lên đến hơn 1 triệu đồng. Chưa kể xe xăng sẽ phải thay thế các vật tư hao mòn khác. Ngay cả khi xảy ra những tình huống ngoài mong muốn, chi phí thay thế sửa chữa theo nhiều bác tài là dễ chịu. Đặc biệt mới đây, VinFast đã điều chỉnh mức giá thay thế phụ tùng pin trên xe VF5 Plus với mức giảm lên tới 60% ở nhiều hạng mục chính. Đặc biệt, cả anh Bốn và anh Tuấn nhận định, việc sử dụng xe VinFast chạy dịch vụ càng hời khi hãng thường xuyên có những chương trình ưu đãi đặc biệt cho khách hàng. Đơn cử, với chính sách miễn phí sạc, gửi xe áp dụng từ tháng 7 2024, anh Tuấn ước tính mình có thể tiết kiệm được thêm khoảng 30-35 triệu đồng một năm. Nếu tính tổng ưu đãi, bao gồm cả chi phí sạc gửi xe, nhiều tài xế cho biết tổng tiền lời dành cho người mua VF5 Plus hiện tại có thể lên tới gần 100 triệu đồng. Với luật chính sách mới đưa chi phí vận hành xe về gần như bằng không, giới quan sát dự đoán VF5 Plus sẽ sớm lập kỷ lục về doanh số, trở thành mẫu xe được giới tài xế công nghệ ưa chuộng hàng đầu. Chỉ còn 2 ngày cuối cùng để khách hàng nhận siêu ưu đãi từ chương trình đặt cọc đặc biệt của VF5 Plus đến hết ngày 10 tháng 7 2024. Khách hàng có thể đặt cọc VF5 Plus qua hệ thống showroom, nhà phân phối của VinFast trên toàn quốc hoặc qua website. Đặt cọc VinFast VF5 Plus. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể đặt cọc VF5 Plus thông qua các nền tảng thương mại điện tử gồm VNID, Shopee, Tiki, Lazada. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593
hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.